Khi cặp bo lai sờ chim kiều. Chủ hình tượng gì dữ. Tôi đâu kêu mấy người coi đâu. Rồi tự nhiên mấy người lên đây mấy người ngồi coi ăn me. Cái này mặt mập đúng không anh? Mặt này mọc ra một bụi lúa đó em. Chắc là mọi người tò mò xem là kiểu mấy thằng ca sĩ nó ăn cái gì giữa buổi này đúng không? Mình ăn me nha mọi người. Sao anh nhăn mặt vậy thì tại vì đọc không kịp chữ đó em. Múc bang đi anh. Múc anh đi em. Giờ này là giờ nào? Xu. Không, chú không phải ca sĩ, chú là bảo vệ. Chú giữ xe đồ đó. Ngoài đời đẹp trai non mơn mởn, ăn chưa biết non. Ai bắt giữ xe không được xịt tóc. Ai xuống cái lệnh giữ xe không được xịt tóc. Hip hop never die. Mở live show, anh không có tiền mở live show em ơi. Tóc anh bị bết đấy à. Ừ, không gội đầu nó bị bết đấy em ạ. Daddy. Gặp khán giả của mình xong rồi kiểu mọi người khán giả của mình còn crazy, còn điên hơn mình á. Cho nên là mình rất là thích. Giờ vậy nè, giờ chú trả cho 10 triệu cho đứa nào qua đây ngồi ăn hết bịch me à. Trả 10 triệu qua đây ngồi ăn hết bịch me cho chú. Ăn mà không được nhăn mặt nha. Đứa nào nhăn mặt bị chịu tiền. Nói vậy thôi chứ tới khi tôi mở concert rồi tôi bán vé không mà thèm mua. Buồn lắm, tôi biết lắm. Tôi lai gọi đầu đi hả? Chú già chứ chờ ông lại người ta đó con ơi. Chú ơi, chú có lạnh không? Chú không. Chú nóng lắm. Đổi là mặt bị ổi là làm mặt sao? Kiểu lên mình thấy mình giống như là đồ chơi của mấy đứa này á. Hoa biển ngàn hả? Rồi hoa biển ngàn. Ê, mụn nè. Mụn nè. Dưới đèn cũng thấy mụn mà. Có mụn mà. Mặt này thì làm tổng đài á, chứ không phải là tổng đài.